It is my voice, my responsibility. Đây là tiếng nói của tôi. Quyền lợi cho cha mẹ. Dịch vụ cho cháu tôi. Tôi phải được quyền lợi của tôi. Đây là tiếng nói của tôi. Đây là tiếng nói của chúng tôi. Mẫu thống kê dân số chỉ có 10 câu hỏi ngắn và chỉ mất 10 phút để hoàn tất. Dễ dàng, đơn giản và tuyệt đối an toàn. Cộng đồng người Việt chúng ta đã phát triển nhanh chóng từ một nhóm người tị nạn đầu tiên vào những năm 1980 và sẽ còn phát triển hơn nữa trong nhiều năm tới. Để đạt được những quyền lợi đáng được, chúng ta phải nỗ lực tối đa trong việc tham gia vào thống kê dân số 2010. Dựa vào những kết quả thống kê đó, VPSOS mới có thể phục vụ và đáp ứng những nhu cầu cần thiết của cộng đồng người Việt chúng ta trên toàn quốc. Hãy giúp chúng tôi làm được điều ấy. Xin quý vị hãy tham gia vào thống kê dân số 2010 để đạt được những quyền lợi của chính mình.